Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, được Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai sâu rộng, thu hút sự quan tâm tìm hiểu và tham gia dự thi của đông đảo cán bộ, đảng viên. Đây cũng là dịp để mỗi cá nhân nâng cao hiểu biết, nhận thức và niềm tự hào về truyền thống Đảng bộ tỉnh, tiếp tục vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay. Cuộc thi được chia làm 3 đợt, mỗi đợt ban tổ chức đưa ra 15 câu hỏi trắc nghiệm. Xác định rõ được vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia cuộc thi, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, người lao động tham gia. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, cung cấp các tài liệu có liên quan, hướng dẫn chi tiết cách lập, đăng ký, quản lý tài khoản. Thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo đối với tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên mà theo dõi cơ sở thì thường xuyên theo dõi và nắm cái tình hình số lượng cán bộ đảng viên tham gia, và nếu như các đơn vị mà có những vấn đề về tài liệu hoặc là có những câu hỏi mà chưa rõ thì cán bộ theo dõi cơ sở phải có hướng và cùng thảo luận với cơ sở để cho tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên tham gia. Chính vì vậy mà đến qua 2 đợt thì với cái số lượng của cán bộ đảng viên trong khối thì ngày càng tham gia đông hơn. Tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như trách nhiệm trong hành động của cán bộ đảng viên, đặc biệt là những đảng viên trẻ. Tranh thủ những giờ nghỉ, các cán bộ đảng viên lại cùng nhau trao đổi kiến thức, rút ra những bài học kinh nghiệm qua những câu hỏi bổ ích mà ban tổ chức đưa ra. Thông qua việc tham gia cuộc thi thì đó là một cái cơ hội để tôi tìm hiểu nhiều hơn về nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Và thông qua cuộc thi thì cũng giúp tôi rèn luyện nâng cao cái bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng. Đồng thời thì tôi cũng xác định rõ hơn cái trách nhiệm của cá nhân mình trong cái thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để góp phần vào thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh. Ngoài cái việc vận động chị em thường xuyên làm thì cũng có những cái chỉ đạo cụ thể, ví dụ như trong từng hội nghị ấy, thế rồi trong các cuộc giao ban của các cái ban chuyên môn, các tổ đảng thì đều có cái việc nhắc nhở chị em. Và một trong những cái thì chúng tôi thấy rằng đây điểm mới và cũng rất thuận tiện cho chị em trong cái việc là tham gia vào cái cuộc thi này, đó là cái phần mềm đã được cập nhật trên máy vi tính, trên điện thoại thông minh, nên chị em có thể là tìm hiểu, tham gia cuộc thi tìm hiểu ở bất cứ lúc nào. Theo đánh giá của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các bài dự thi đã thể hiện tinh thần, ý thức trách nhiệm của người tham gia trong việc tìm hiểu và có những kiến thức hiểu biết nhất định về các nội dung có liên quan. Cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên trong khối, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.